Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình. Sau đây tôi sẽ trả lời nhanh câu hỏi thuốc kháng sinh có điều trị được chủng virus corona mới hay không. Căn cứ theo tài liệu WHO, Tổ chức Y tế Thế giới, tôi sẽ trả lời như sau. Thuốc kháng sinh chỉ có tác dụng điều trị đối với vi khuẩn, không có tác dụng điều trị với virus. Riêng đối với virus corona chủng mới hay còn gọi là COVID-19, đó là một loại virus, cho nên thuốc kháng sinh không có tác dụng trên virus corona. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhập viện, các y bác sĩ có thể sử dụng kháng sinh kèm theo với thuốc chống virus corona để đề phòng những loại vi khuẩn trong bệnh viện xâm nhập vào cơ thể.